Này ra thăm tổ chim nhưng chim bố không cho chim con ăn nữa. Mình sẽ tiến hành là bắt ra để cho ăn không thì chim con nó sẽ đói. Đấy, chim mẹ và chim bố không chăm sóc chim con nữa rồi, bỏ. Lần này do mưa ướt tổ các bạn ạ. Mình sẽ tiến hành lấy chim con ra. Đấy, do quá trình mấy hôm thời tiết mưa ẩm ướt hết rơm cho nên là chim bố, chim mẹ đã không mớm cho chim con nữa. Thôi thì mình sẽ tiến hành ra bỏ ra để nuôi bộ. Quá trình nuôi bộ như nào thì mình sẽ quay để chia sẻ và cũng như để cho các bạn xem nhé. Giống này cứ sờ vào hầu nó là nó há mồm ra đấy, sau nó tím nước, nó dễ nuốt. Đấy, chăm sóc chim cô gái non này rất đơn giản. Đấy, ăn có một lúc mà đã cặn diều rồi. Đấy, diều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.